Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin chào bạn. Video này đang được quay trong cái thời điểm đó là cơn bão. Thời điểm cơn bão số 7 đang đi qua. Hôm nay thì tầm ngày Chủ nhật, nãy chúng ta phải đi thờ Hội Chúa nhưng mà do cơn bão đang diễn biến bão số 7 đây. Bây giờ đang ở Hải Phòng ngoài lội. Nói chung là eo biển này, miền Bắc này thì đang bị ảnh hưởng. Thì do đây là mình ở nhà để làm cái video này luôn. Thì bài này rất là dễ thôi. Nó chỉ có 3 đoạn đối thoại. Và 3 đoạn đối thoại này nó rất ngắn. Là các bạn đang ở cái mức độ là người mới bắt đầu đúng không ạ? Thì 3 đoạn đối thoại rất ngắn và hình ảnh rất sinh động. Ở đây phần thứ nhất thì nó có 2 đoạn đối thoại nhưng mà hội thoại này thực ra nó chỉ là chào nhau thôi. Nó chỉ có 3 câu thôi. 3 câu là hello và what's your name thôi. Đấy. Hello và what's your name thì ta đã học cái bài hello và what's your name từ bài 1 rồi, đúng không ạ? Đấy, ta chỉ là nói hello do what's your name, my name là các bạn đã biết là cái gì rồi. Đấy, thì cái bài mẫu nó đã điền cho chúng ta là hello, my name, yeah, my name's Anna. Sau đó hỏi luôn là what's your name, thằng này trả lời là Ben. Thế mà bài mẫu nó thì sau cái bài mẫu này chúng ta là cái ô chấm thì chúng ta bắt buộc phải điền. Ta sẽ điền bất cứ một cái từ gì ở cái bài trước đây. Ví dụ đây ta thấy là hello là xin chào, my. Đấy, cái gì đây? Mai gì đây? Mai Kala, đúng không? Đấy, xong rồi what's name. Cái này dễ quá, các bạn điền được luôn. Chính là cái bài bên trên để điền xuống luôn. Xong câu trả lời cái thằng này nó trả lời là gì? Name David. Thì trước khi cái name David này nó có từ gì? Đấy, các bạn thử điền đi. Thử điền đi, đúng không? Chúng ta sẽ điền cái từ hello, my name, đúng không? Kala, đúng không? What's your name? What's your name? Và cái này gì? Trả lời là nó hỏi là what's your name, hỏi tên mày là gì đấy, thì các bạn trả lời làm sao? Là my name, đúng không ạ? My name David. Thằng này trả lời my name David. Tiếp theo giờ thằng Ben với lại cái con bé này nó lại tiếp tục nói chuyện nhau, tiếp tục đấy, lại tán nhau tiếp. Khó hơn trước đúng không nhỉ? Chúng ta thấy là Anna, are you? Đấy. Anna và are you. Đấy, các bạn có thể đoán ngay are you, ngay quen quen. Các bạn nào cái gì liên quan đến are you ở đây nè. Đấy, dạ. Anna này. Cái gì Anna, are you? Xong rồi Feinstein. Đấy, vẫn là cái bài âm chính này. Feinstein. Đấy, sao Feinstein Ben, thằng chấm cái gì đây? Xong rồi well, thanh. Đấy, well là tốt. Đấy, thanh cảm ơn, đúng chưa? Thế các bạn điền đi, suy nghĩ và điền đi. Đấy, động não điền nha. Mình không điền được nữa. Trong đường mình sẽ đọc đáp án thôi. Và các bạn có thể dừng lại video và điền. Bây giờ tiếp theo, ra sao tiếp theo này. Kala tiếp tục nói chuyện. Đấy, lại tán nhau tiếp. Lại hai Kala. Đấy. Hai ô trống luôn nhé, hai ô trống you. Ôi, các bạn chỉ đoán được hai. Nếu các bạn làm được bài bên trên thì làm được dễ dễ. Xong nó có thanks, thanh, ok. Thanh là xong dưới này ok. Ok thì là ổn, ok là ổn nhá. Ok nó có quen tiếng Việt rồi. Đấy, các bạn điền đi. Đấy. Điền đi, các bạn cứ điền được những cái bài bên trên sẽ nhìn là bài bên dưới. Thế thôi, bởi vì nó vẫn chỉ là làm trong cái chào hỏi thôi. Nó chưa phải là cái gì nó giao tiếp phức tạp lắm cả, đúng không? Thì ở đây ta sẽ quay lại, Lộc sẽ đọc đáp án cho các bạn nhé. Đây sẽ là hi hoặc là hello Anna, đúng không? How are you? Ta điền từ hi hoặc từ hello, sau đó từ how are you, điền từ how, đúng không? Feinstein, how are you là mày khỏe không? Ô khỏe gì? Cảm ơn nha. Đấy, thằng Ben mới trả lời là cảm ơn, xong rồi hỏi là Ben and you, đúng không? Tức là mày thì sao? Thế còn Ben thì sao? Ben sẽ trả lời là well, thanks. Nhưng mà như thế thì nó cộc lốc, đúng không? Thì phải trả lời là very well. Very well, thanks. Bởi vì hai đứa bạn đâu, không cần phải ai am gì. Very well, đây. Very well, thanks. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là hai Kala. Hai Kala thì hai Kala đâu. Hai Kala, ok, thì hai Kala xong thì sao? Câu cửa miệng là gì? How are you? How are you, đúng không? Thì how are you thì phải trả lời là very well, thanks. Hoặc là fine, thanks. Thì sau khi trả lời, sau khi nó nói câu cửa miệng xong thì mình cũng sẽ trả lời cho câu cửa miệng là fine, thanks, đúng không ạ? Fine, thanks hoặc là very well, thanks. Đấy, xong bạn hỏi and you là còn mày, thì đây là ok rồi thì phải thanks, phải cảm ơn ngược lại, ok thanks. Đấy, bây giờ ta sẽ nghe toàn bộ để ta check lại, nghe toàn bộ cái bài khóa này, bài nghe để ta check lại toàn bộ. Tape script 1.6. Introductions. 1. Hello. My name's Anna. What's your name? Ben.
2. Hello, my name's Carla. What's your name? My name's David. Tape script 1.7. 1. Hello, Anna. How are you? Fine, thanks, Ben. And you? Very well, thanks. 2. Hi, Carla. How are you? Fine, thanks. And you? Okay, thanks. Tape script 1.6. Introductions. 1. Hello, my name's Anna. What's your name? Ben. 2. Hello, my name's Carla. What's your name? My name's David. Tape script 1.7. 1. Hello, Anna. How are you? Fine, thanks, Ben. And you? Very well, thanks. 2. Hi, Carla. How are you? Fine, thanks. And you? Okay, thanks. Ok các bạn ơi, bây giờ ta sẽ sang phần cuối cùng của bài này, là bài luyện nghe số 8. Thì bài này chúng ta sẽ có cái phần là họ cho sẵn tất cả các đoạn hội thoại cho chúng ta, nhưng mà nó lại sai thứ tự thôi, nên chúng ta phải xếp sắp lại. Câu đầu tiên là file xanh. Thì trước câu file xanh các bạn đã biết là phải có thằng nó hỏi cái gì đó thì mới là file xanh. Đó, thì đây nó là hello my name này. Thì ở đây nó đã cho ta câu thứ hai là I'm okay, thanks, and you. Đây cũng là một câu trả lời và câu hỏi ngược lại. Đúng không? Thì ở đây câu số 3 nó là nó đã điền số 1 chúng ta rồi. Tức là cái câu này chắc chắn là đầu tiên, mở đầu đoạn đối thoại. Hello, my name is Rita. What's your name? Hello, my name is Rita. What's your name? Đấy, thì là trong ba nước này đã chào nhau gì đó, đúng không? Đấy, xong là hello, Tila. Hello, Marie. Đấy. Xin chào Tina, xin chào Marie. So, I am Tina and this is Mary. Hello Rita, how are you? Đấy, bây giờ các bạn dừng lại cái video này 1 phút, 2 phút, 3 phút tùy các bạn để các bạn làm được cái này, dự đoán cái này, dịch nghĩa và dự đoán, tự dịch nghĩa và tự dự đoán. Đấy. Nha, dừng lại luôn, làm đi. Thì các bạn sẽ thấy nếu bạn thấy khó quá thì mình sẽ dịch cho các bạn. Feinstein là tốt, cảm ơn. I'm ok, là tôi ổn, cảm ơn. Còn bạn? Hello là xin chào, my name Zita, tôi là Zita. Tên bạn là gì? What's your name? Tên bạn là gì? Hello Tila, xin chào Tila và xin chào Marie. Hello Marie. I am Tila. I'm Tila, tôi là Tila. And this is Mary. Và đây là Mary. Hello Rita, how are you? Xin chào Rita, how are you? Ok. Thế các bạn thử liền đi, thử liền đi. Thì sau đó mình sẽ cho các bạn nghe các bạn 1.8 và check. Kiểm tra lại. Dừng lại video, các bạn dừng lại video này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy này. Câu thứ nhất là hello my name Rita, what's your name? Xin chào, tao là Zita, mày tên là gì? Đúng không? Thì cái thằng kia phải xin chào Zita, phải chào lại. Hello Rita, how are you? Đúng không? Mình đoán như vậy đấy, đoán như vậy. Đúng không? Thì nó câu thì các bạn để ý là cái câu cuối cùng này kết thúc bằng what's your name, mày tên là gì? Đấy, mày tên là gì thì phải có một câu trả lời tên. Đấy, phải câu trả lời tên. Thì đây ta thấy cái câu này nó trả lời là I am Tila. I'm Tila. Và tôi là Tila. And this is Mary. Và đây là Mary. Đấy. Thì đứa này nó hỏi tên mà, tên chúng mày là gì chẳng hạn. Đấy, thì là đây là Tina. Còn tao là Tina, còn con bé này nó là Mary. Đấy, thấy chưa? Đấy, thế xong rồi thế là bây giờ giới thiệu xong rồi thì cái con kia lịch sự phải chào lại chứ, đúng không? Đây ta có nhìn thấy chứ, nó chào lại này, hello Tina, hello Mary này, chào lại luôn, đúng không? Lịch sự luôn. Đấy. Thế thì nó chào mình rồi thì cái con một đứa trong hai đứa kia sẽ chào lại, nó sẽ là hello Rita, how are you, mày khỏe không? Đúng không? Fine. I am okay, I'm okay, thank tao ổn, cảm ơn. Còn mày, nó trả lời là fine thank. Tao rất khỏe và tốt. Mình nghĩ như vậy là đúng rồi. Bây giờ ta sẽ cùng nhau nghe nha. Hello,
My name's Rita. What's your name? I'm Tina, and this is Mary. Hello, Tina. Hello, Mary. Hello, Rita. How are you? I'm okay, thanks. And you? Fine, thanks. Tape script 1.8. Hello, my name's Rita. What's your name? I'm Tina, and this is Mary. Hello, Tina. Hello, Mary. Hello, Rita. How are you? I'm okay, thanks. And you? Fine, thanks. Tape script 1.8. Hello, my name's Rita. What's your name? I'm Tina, and this is Mary. Hello, Tina. Hello, Mary. Hello, Rita. How are you? I'm okay, thanks. And you? Fine, thanks. Tape script 1.8. Hello, my name's Rita. What's your name? I'm Tina, and this is Mary. Hello, Tina. Hello, Mary. Hello, Rita. How are you? I'm okay, thanks. And you? Fine, thanks.